Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành APK. Hôm nay thì mình sẽ phân tích chi tiết bộ kỹ năng của vị tướng Mora này các bạn. Rồi, và lời khuyên của mình là có nên ngắm sau vị tướng này không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với chi tiết bộ kỹ năng của Mora. Đầu tiên là kỹ năng nộ. Đầu trận Mora sẽ tạo một ngôi sao. Khi Mora dùng kỹ năng nộ này thì một dải ngân hà sẽ được hình thành trong vòng 8 giây bởi từng ngôi sao đó các bạn. Và dải ngân hà này sẽ khóa toàn bộ đối phương lại. Trong khi dải ngân hà đang hoạt động thì Mora sẽ gây 120% đam mỗi giây trong vòng 8 giây lên tất cả các đối phương đang mắc kẹt trong dải ngân hà này. Và nếu mục tiêu nào thoát ra, Mora sẽ gây 320% đam lên mục tiêu đó và trốn đối phương trong vòng 3 giây. Đây là kỹ năng mà khi tăng mát nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với kỹ năng đầu tiên. Mora điều khiển ngôi sao tới nơi tập trung nhiều hero của đối phương nhất, gây 75% đam lên những ai đang nằm trên đường đi của nó. Rồi, kỹ năng thứ hai, kỹ năng thụ động. Trong trận đấu, ngôi sao hấp thu năng lượng từ dải ngân hà, và ngay khi nó hấp thu đủ năng lượng, nó sẽ ban cho Mora và đồng đội bên cạnh 160 năng lượng và tạo ra một chiếc khiên bảo vệ có giá trị bằng 180% tấn công của Mora trong vòng 6 giây, và tốc độ hấp thụ của năng lượng của ngôi sao sẽ là 10 giây các bạn. Trên một giây nha các bạn. Rồi, kỹ năng thứ ba, Mora sẽ làm nổ ngôi sao, gây 280% đam lên đối phương ở gần. Bây giờ mình sẽ đến với vật phẩm quan trọng các bạn. Độc quyền Mora. Khi các bạn mới mở độc vật phẩm quan trọng thì mỗi khi đối phương ở gần ngôi sao sẽ mất 1% máu và ngôi sao sẽ tăng 0,4% năng lượng các bạn. Xích 10, khi ngôi sao ban năng lượng cho Mora và đồng đội, nó cũng tăng tấn công của họ lên 20% trong 5 giây. Xích 20, khi ngôi sao ban năng lượng cho Mora và đồng đội, nó cũng tăng tốc của họ thêm 30 trong vòng 5 giây. Quan trọng là tăng tốc này các bạn. Rồi, xích 30, mỗi khi đối phương ở gần ngôi sao sẽ mất 1% máu và ngôi sao tăng 6% năng lượng. Điều này cho phép ngôi sao sẽ tăng năng lượng nhanh các bạn. Và một khi ngôi sao tăng năng lượng nhanh thì nó sẽ boost giáp cùng với boost tốc và boost tấn công cho đồng minh. Nếu mà đồng minh cộng boost năng lượng nữa các bạn. Nếu đó là trường hợp các bạn Mora đã tăng xích 20. Rồi, đây là tầm quan trọng của xích của Mora. Giờ mình sẽ đến với nội thất các bạn. Rồi, nội thất độc quyền của Mora. Khi đối phương đi vào trong dải ngân hà của ngôi sao, họ cũng sẽ bị nhốt lại. Nếu ai đó rời khỏi dải ngân hà ra ngoài sau đó bị nhốt lại một lần nữa thì hiệu ứng gây đam của hero đó sẽ giảm đi 20%. Với 9 món nội thất độc quyền thì khi dải ngân hà vẫn tồn tại, tất cả đối phương trên màn hình sẽ bị hút vào lỗi của ngôi sao bằng trọng lực kinh khủng của nó. Nếu với 9 món nội thất thì nó sẽ bị hút nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử ha. Đầu tiên là mình sẽ thử bình thường. Ok, đấu trường thử nghiệm. Vị tướng thì đấu trường thử nghiệm dễ thôi các bạn. Cơ bản thì nó quá mạnh, vừa boost giáp, vừa boost tốc, lại boost năng lượng, boost tấn công, rồi kéo hút đối thủ, kết hợp với gà nữa thì thôi bá cháy. Đầu tiên là mình sẽ đánh với cái này trước. Rồi, đầu tiên thì sẽ gọi một ngôi sao phát nổ và gây đam. Đó, phát nổ gây đam các bạn. Nổ nè, tạo dải ngân hà. Dải ngân hà này nó hút đối phương vào trong, nhưng mà có cảm giác nó không có hút mạnh vào tâm các bạn. Nó chỉ giữ chân, tác dụng là giữ chân thôi các bạn. Nè, hút có nghĩa là cái vòng này nó hút gây sát thương thôi, chứ nó không phải như gà nó xoáy vào tâm. Tại vì cơ bản thì 9 món nội thất độc quyền nó mới hút vào tâm. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử với 9 món nội thất độc quyền thì kỹ năng này nó hút vào tâm như thế nào nha các bạn. Hy vọng là có tim, có gà. Yeah, có gà, có rùa luôn. Đây là một team rất thích hợp với vị tướng này. Gọi là siêu thích hợp luôn các bạn. Gà, rùa, Henrik với lại Lo San. Rồi.
94 nội thất độc quyền nó hút như thế nào nha. Chưa nổ được các bạn. Henrik nổ gà hút các bạn, gà xoay. Wow, có cái tâm các bạn. 94 nội thất độc quyền có cái tâm màu đen. Nó hơi nhanh, nó hơi nhanh một chút, nhưng chúng ta có thể để ý nè. Khi mà nó nổ các bạn. Đây. Thì với 94 nội thất độc quyền, Mora nổ sẽ hút về tâm các bạn đây, cùng với gà hút về tâm, cái tâm xoáy màu đen nè. Hút về tâm. Cộng với tâm của con Losan nữa, rất đẹp. Vị tướng này thì thích hợp nhất là với rùa với gà rồi các bạn. Quá hợp luôn. Xoáy không ngừng nghỉ ha. Mình thử kết hợp với Karen. Karen thì đẩy ra. Kết hợp với vị tướng này nó như thế nào. Rồi đầu tiên nó sẽ tạo ngôi sao. Sau đó ngôi sao phát nổ. Rồi sau đó sẽ di chuyển ngôi sao tới khu vực mà nhiều tướng nhất các bạn. Sorry nãy giờ mình quên giảm âm thanh. Cảm giác cái vòng xoáy của nó không mạnh bằng vòng xoáy cu gà. Vòng xoáy cu gà thì nó sẽ là ngay lập tức hút đối phương vào trong các bạn. Còn con này thì nó chỉ là giữ chân và gây sát thương lên thôi. Rồi nó sẽ ưu tiên dịch chuyển ngôi sao tới khu vực đông kỳ địch nhất các bạn. Rồi nổ nè. Rồi các bạn có thể thấy chậm chậm nó vẫn hút cái địch vào tâm. Tuy nhiên cái tốc độ hút nó rất chậm, không như vòng xoáy của con Skinas. Để mình tua lại cho các bạn xem. Nó có hút cái địch vào tâm nha các bạn. Tuy nhiên cái tốc độ hút nó rất là chậm. Chậm như tốc độ xoay của những cái vòng ở ngoài vậy các bạn. Rồi các bạn xem nè. Khi nó nổ chính với 94 nội thất độc quyền nó sẽ hút quy địch về tâm nhưng mà rất chậm các bạn. Đó các bạn thấy ha. Safia với gà đang bị hút. Rồi, hút rất chậm tuy nhiên nó có khả năng ngắt kỹ năng đánh thường các bạn nè. Nó ngắt đòn đánh, vậy là ngon rồi các bạn. Vừa hút vừa ngắt được đòn đánh địch thì ngon rồi. Cái kỹ năng của con gà Skinas thì nó không có ngắt đòn đánh, còn con này thì có các bạn. Wow, vị tướng này kết hợp với những vị tướng có khả năng khống chế mạnh, cực kỳ mạnh luôn các bạn. Ví dụ kết hợp với team Karen này. Mạnh một cách đáng sợ luôn, mình sẽ quay lại. Karen Atha. Cá và Anoki. Khả năng tạo giáp của nó rồi, tạo giáp một lần 3 mục tiêu, 3 đồng minh. Rồi, nhiều bạn hỏi mình thì vị tướng này chúng ta có nên nói với Lucretia thì nên ngắm sao ai trước. Thì mình cũng đã định viết một cái bài vui về việc có nên lựa chọn ngắm sao Lucretia trước tiên không. Tuy nhiên cái độ tin cậy của group thì mình thấy nó có hơi vấn đề một chút nên thôi mình không viết các bạn. Để mình xem lần này cái mình cảm giác group nó có hơi giống không phải, không biết có phải là group của nhà phát hành Lilith Game không. Có cảm giác nó giống là group fake nên thôi mình không có viết các bạn. Mình đã viết được một nửa rồi. Mình tới bộ phân tích, bộ skill rồi và lời khuyên của mình. Là nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn nên ngắm một con Lucretia để xây riêng một tem đi map. Tuy nhiên mình có viết sẵn file Word rồi, làm sẵn PDF rồi nhưng mình không up lên các bạn. Thôi.
Rồi, giờ tiếp tục với vị tướng này. Nhiều bạn hỏi mình là có nên ngắm sao vị tướng này không và so sánh nó với Lucretia. Thì thật sự Lucretia là hoạt động khác các bạn. Bộ kỹ năng của Lucretia thì cho phép nó là một vị sát thủ ha, tấn công trực diện. Nó là sát thủ, có thể gọi là sát thủ luôn các bạn. Sát thủ tấn công trực diện, ưu tiên những cái địch có tấn công cao nhất, quy địch lao thẳng mặt vào, quẩy giữa tim địch. Và các bạn biết nó hoạt động tốt nhất là khi nào không? Lucretia nó hoạt động tốt nhất đó là khi tim mình chết hết các bạn. Các bạn lưu ý ha, nó chỉ hoạt động tốt nhất khi tim mình chết hết. Lucretia hoạt động mạnh nhất khi tim của mình bị chết sạch các bạn. Một trong hai lý do đó là đầu game Lucretia nó sẽ lao về, thường thường là hàng sau của địch, do hàng sau của địch là những vị tướng có đam to nhất, các bạn sẽ lao về hàng sau là điều thứ nhất. Điều thứ hai các bạn, đó là khi tất cả các đồng minh của mình chết thì Lucretia mới được boost đam 200% tấn công. Đó là với Lucretia Sheet 30 nha các bạn, nó sẽ được boost 200% tấn công. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là các bạn biết rồi, Lucretia đang ở hàng sau, nó đang ở hàng sau của địch. Thì khi mà team của mình bị chết sạch các bạn, thì tất cả các cái địch đang tấn công những vị tướng hàng sau của mình, nó sẽ quay lại bên Lucretia. Và nếu lúc này Lucretia đã kịp nổ các bạn, lúc này Lucretia đã kịp nổ một lần, lần thứ hai khi cả năm thành viên của địch đều quay lại, Lucretia nổ lần nữa thì nó sẽ gây đam lên tất cả các thành viên của địch là một. Cái thứ hai là nó vừa cộng thêm được 200% đam nên sát thương rất là to. Cái thứ ba là với 9 món nội thất độc quyền thì lần nổ tiếp theo này nó sẽ cấm nổ toàn bộ team địch các bạn, nó sẽ cấm nổ toàn bộ team địch. Do đó hoạt động của Lucretia, bạn muốn nó mạnh ít nhất thì tất cả các team mình cùng chết ở tại thời điểm đẹp nhất đối với việc leo map các bạn, thậm chí là PvP cũng vậy. Team mình cùng chết 4 thành viên thời điểm mà Lucretia đang tấn công team địch đẹp nhất, lúc đó thì có khả năng qua map rất cao. Mình cũng hay dựa vào điểm này để xếp team đánh Lucretia đi, xếp team đánh Lucretia các bạn, xếp team làm sao mà Lucretia có khả năng bay vào hàng sau của địch. Rồi khi mà nó bay vào, nó quẩy, nó nổ được một lần, team mình chết hết, team địch quay lại, Lucretia nổ được lần thứ hai, nó có khả năng qua map rất cao. Đó là cơ chế hoạt động của vị tướng này. Do đó thì Lucretia có thể nói là một vị tướng thích hoạt động riêng lẻ các bạn. Mình nhận xét ở đây là nó là một vị tướng chuyên để hoạt động riêng lẻ, tức là có khả năng solo 1v5, phối hợp với team thì không phát huy hết sức mạnh của nó các bạn. Phối hợp với team thì không phát huy được sức mạnh. Thường thường nếu các bạn bỏ vào một team quá cứng thì con chết đầu tiên có thể là Lucretia, và nó chết đầu thì không có tác dụng gì các bạn. Nó phải là vị tướng sống sót sau cùng, nó phát huy được sức mạnh. Rồi một điểm nữa, vị tướng mới ra này, Mora, nó là một vị tướng có khả năng kết hợp rất với team rất tốt các bạn. Nó boost tấn công nè, boost giáp, boost năng lượng lên toàn bộ team, thậm chí nó còn có CC cứng diện rộng với team địch. Đó. Cơ bản do vậy nên vị tướng này là một trong những vị tướng rất thích hợp các bạn. Rất thích hợp để kết hợp với những team khác, nhất là những team mà có khả năng khống chế mạnh, ví dụ như team đầu tiên mình đã nói các bạn. Team gà, Henrik với lại Rovo. Không thì các bạn có thể dùng thêm Odin hoặc Bip 3 các bạn. Mình nghĩ vị tướng này kết hợp chung với Odin, Bip 3, Rovo với Henrik thì tuyệt vời các bạn. Các bạn có thể xếp Rovo đứng đầu nè, rồi Henrik, sau đó là Odin, Bip 3 với là vị tướng này. Kết hợp thì sẽ thành một team rất mạnh, khống chế đến chết các bạn. Và ngoài tác dụng khống chế team địch, vị tướng này gây đam cũng khá đau. Gây đam tương đối mạnh các bạn, không yếu đâu. Rồi trên đây là mình vừa nói về việc các bạn nên chơi Lucretia với lại con Mora này không. Thì mình chốt lại nha, Lucretia là một vị tướng thích hợp để solo 1-1. Còn con Mora này nó là một vị tướng thích hợp khi các bạn ghép với team. Ha, hai con là hai thiên hướng khác nhau. Nên các bạn có thể cân nhắc, nếu mà bạn thích xây một, chỉ cần một con tướng mà cân được một team đi map thì các bạn hãy lựa chọn Lucretia, vậy up full cho nó Sheet 30 9 món được độc quyền cho mình. Còn nếu các bạn muốn xây một team kết hợp chung với nhau để đi thì các bạn hãy xây Mora. Cơ bản thì hai con nó có cơ chế hoạt động riêng như vậy các bạn cân nhắc nha. Riêng bản thân mình thì mình vẫn thích Lucretia,
cơ bản thì cơ chế một solo 5 của nó đã lắm các bạn. Khi các bạn mà các bạn lên map cao có khả năng là gặp tới xếp 5-6 team thì việc thiếu thành viên trong team là diễn ra thường xuyên, và việc đó khá là mệt các bạn. Các bạn không có team để đánh rất là mệt, trong khi các bạn có Lucretia thì một mình nó cân luôn một team rồi. Bạn có thể bỏ 4 con level 1 vào, đối với những ải dễ các bạn 4 con level 1 xếp chung với Lucretia cũng có thể qua map được, quá sướng đúng không các bạn. Ok, nãy giờ làm video phân tích sơ sơ thì mình cũng đi gần xong cái này rồi, còn ải cuối cùng khá dễ các bạn, không khó ha. Còn ải này thì mình sẽ hốt bà này về, bà này bà gây đam to này bạn, hốt về bà sự kết cho này, ông này đứng tăng rồi. Và lưu ý khi các bạn muốn xếp tem Lucretia đi map thì mình chỉ cho các bạn một vài vị tướng mà khi đối đầu thì các bạn không nên để Lucretia đối đầu này. Một vị tướng đầu tiên mà các bạn nên né đó là con sư, cơ bản vì Lucretia có khả năng sống sót và quạt rất mạnh, tuy nhiên quạt dính bất tử của sư, bất quýnh dính bất tử của sư thì gần như nó không quay được đam, không hồi máu được các bạn. Và nó khi con sư nó bất tử nó quay một cái là Lucretia mình có khả năng bốc màu rất cao, dễ chết lắm, khó đi khi gặp sư, là một vị tướng thứ nhất. Một vị tướng thứ hai là mình khuyên các bạn nên né là con múa lửa này. Cơ bản khi con này nó nộ thì nó sẽ miễn nhiễm, và các bạn biết rồi, nó miễn nhiễm và nó quạt, kỹ năng của nó là kỹ năng phép các bạn, kỹ năng của nó là kỹ năng phép, Lucretia không thể né nha. Bạn lưu ý những con mà đánh trong phép Lucretia né không được, né không được thì nó ăn trọn cái combo của vị tướng này là có khả năng chết rất cao. Đó là hai con. Vị tướng thứ ba mà các bạn cần nên né khi đi map xài Lucretia đó là hầu các bạn. Một bộ chén dĩa là Lucretia lên nóc nhà liền các bạn ơi, lên nóc nhà liền ngay lập tức với một bộ chén dĩa của hầu, các bạn lưu ý. Rồi, vị tướng thứ tư mà mình hơi ngán một xíu, nói chung hơi ngán thôi nhưng mà trai thì vẫn qua rất khỏe, đó là con Thoran. Các bạn vì quạt không chết, tuy nhiên cái quạt của nó Lucretia dễ né lắm các bạn. Khi nó đang gồng thì Lucretia quạt, tuy nhiên mà nó gồng xong nó quạt thì có khả năng né được rất là cao, do đó các bạn yên tâm ha. Cơ bản vì dạo này mình thích dùng Lucretia ghép trong team, tại vì khi lên map 35 rồi thì Wildness có bắn cảm giác yếu đó các bạn, với lại nó kén tem địch lắm. Và lên map cao thì những tem địch mà thích hợp để cho Wildness bắn thì rất là ít các bạn, đa số là toàn tem bay nhảy vô áp sát không. Do đó thì mình cần một tem có khả năng thay thế tem này, mình lựa chọn Lucretia các bạn. Rồi các bạn thấy ha, Igumura này nó nổ nè, nó nổ nó hút, nhưng mà sức hút nó rất yếu nha các bạn thấy. Nhưng mà khi nó hút thì cái địch ở ngoài bị hút lại, nó bị trốn này rất mạnh. Ví dụ Elu ở đây hút vào nó xoay được một xí nè, tuy nhiên khi nổ lần nữa cái nó đứng nhìn luôn các bạn, rất mạnh. Vị tướng này mạnh lắm các bạn ơi. Rồi, và lời khuyên của mình là các bạn nên ngắm vị tướng này. Rồi, mình đi xong luôn rồi đó. Khá dễ, không biết các bạn có cần làm hướng dẫn cái này không, mình thấy cái này đi không khó các bạn, chỉ cần xếp sơ sơ một tí là qua được rồi. Tới trường thử nghiệm vị tướng này khá dễ ha. Rồi, và video của mình đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì các bạn hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, xin chào tạm biệt ở video lần sau, bye bye.